Chào các bạn. Vừa rồi My có chia sẻ với các bạn về cách trồng dưa leo, gieo hạt, mình chọn đất để tránh có sâu bọ, bệnh nấm và cách bón phân, cũng như nhiệt độ, ánh sáng, vị trí trồng và cách chọn chậu. Nếu bạn nào có thắc mắc mà không thấy trong video này thì bạn xem lại video trước giùm My ha. Video trước là số 216. Dưới video này My sẽ để cái link của video đó thì bạn nhấn vào xem cũng được ha. Thì video này My chia sẻ tiếp về cách săn sóc ha. Các bạn cũng để ý là như cái chậu này của My thì khi mà mình cho nước xong á là mình phải cho nó thoát ra ngoài liền, chứ mình đừng có để cái dĩ. Ví dụ như My để cái dĩ My tưới, mà tưới xong là cho nó ứ chừng 2-3 tiếng thôi, mà tưới xong là My rút ra. Còn nếu các bạn không có thời gian á, thì lấy cái dĩ này ra luôn. Nếu mình không có thời gian thì để cho nó thoát nước vậy nó đi ra ngoài luôn thì nó tốt hơn, chứ đừng có mà để cho nó ứ nước lâu quá là cái rễ nó dễ bị úng lắm. Và ứ nước vậy nè, rồi lỡ nó bị hôi á, nó bị dơ á, là nó dễ bị sanh nấm bệnh trên cái cây dưa leo. Mà nếu có nấm bệnh rồi á, là cây nó sẽ mất sức, nó không có khỏe nữa. Và thêm một cái cũng rất là quan trọng khi mà mình tưới cây, giống như cây cà chua đồ, cây quế đồ vậy đó các bạn, dưa leo là một cái cũng nhạy cảm hơn những cây đó nữa. Và cách tưới cây thì cũng giống như những cây đó, mình không có tưới lên lá, tại vì lá nó làm dập á, nó dễ có nấm bệnh hơn. Mà mình tưới thì thường nếu mà được thì mình chỉ tưới dưới cái gốc thôi ha, đừng có tưới lên lá, là lá nó dập thì nếu mà lỡ cái gió bay mà từ bên cái cây có nấm bệnh á, nó bay đến thì nó dễ dính vô trong cái lá mà bị đang dập của cái cây dưa leo của mình, thì cây của mình cũng dễ bị nấm bệnh luôn ha. Có bạn hỏi My là trồng dưa leo mình nên ngắt cái đọt này hay là không, thì theo My thì nên ngắt đi các bạn. Và mình ngắt lúc nào thì thường á, cái cây dưa leo nó lên cao khoảng chừng nửa thước là mình ngắt được rồi đó. Tại vì khi mà mình ngắt đọt á thì cái rễ nó sẽ mạnh, và cái nhánh này nè, thường thường á, mình trồng dưa leo á, thì mình cũng không có muốn nhánh nhiều, tại nhánh nhiều á, thì nó chia ra nó sẽ bị mất sức. Ví dụ như cây này nè, nó một nhánh đây rồi một nhánh bên này rồi mới tơ lên tới cái thân chính là ba nhánh, thì nếu mà ba nhánh á, thì nó bị mất sức, nó chia ra nó phải nuôi con nó nè, tại vì con nó cũng có trái nữa cho nên nó sẽ bị mất sức. Nhưng mà mình nhìn thí dụ như thấy cây dưa leo mình yếu quá thì mình ngắt nhánh bỏ ha. Còn nếu như cây mình thấy khỏe mạnh thì cũng không sao, thì thôi mình để. Nhưng mà nó có cái tiện lợi là khi mà mình ngắt nhánh á, thì nhiều khi á, thí dụ như nhánh này nó ra bông đực không thì có thể nhánh kia nó ra bông cái, để cho mình lấy cái nhánh bông cái á, thì lợi dụng cái nhánh của bông đực á, mình chấm qua nhánh bông cái. Chứ nhiều khi nguyên một dây vậy toàn là bông cái không à, rồi cái là mình không có biết bông đực ở đâu, hoặc là nguyên dây này bông đực không, không có bông cái thì bắt buộc mình phải ngắt. Mà lúc đó mà mình thấy nó không có rồi mà mình ngắt á, thì nó hơi trễ rồi. Cho nên mình ngắt trước, rồi sau này á, nếu mình không thích, mình thấy mình sợ nuôi nó nhiều quá, nó không có đủ sức, thì mình nên ngắt bỏ nhánh bớt, không có sao hết. Thường thường ở dưới gốc lên khoảng chừng gang, thường thường là mi cũng ngắt bỏ chờ nó ra nhiều. Ví dụ như vậy nè, thì cái mình ngắt lá bớt ở dưới từ từ, mình ngắt cái mình dục vô đây luôn, cái mình làm compost cho nó mục ra luôn cũng được. Nếu mà mình chấm bông á thì thường là nó đậu trái dễ, còn nhiều khi ong bướm nó không có là coi như là cái cây của mình nó không có trái, nó rụng. Thường thường nếu mà các bạn thấy ví dụ như cái trái này nó không có đậu mà nó rụng thì mình phải suy nghĩ tới hai cái. Mình đã nhớ mình có chấm bông rồi mà sao nó vẫn rụng, là tại vì cái dinh dưỡng trong cái đất thiếu cho nên nó không có khả năng nó nuôi
trái được thì nó vẫn rụng trái, chứ không phải là vì mình không chấm bông mà nó rụng trái nha. Đây là cái trái mi mới ngắt nè, là nó không có thụ phấn được, hoặc là nó bị mất sức, cái cây nó không có khả năng nó nuôi cái trái, cho nên cái trái nó bị hư. Thì mình thấy những trái như vậy thì mình biết là cây mình có thể là thiếu dinh dưỡng, hoặc là mình chấm bông mà chấm chưa có ngay giữa đó thì nó cũng không có khả năng thụ phấn được. Hoặc là mình có thấy là nhiều khi bị nấm bệnh gì đó nó làm cho cây không có khỏe được, để nó không có trái, thì mình cũng phải nên xem lại cái này ha. Đây cây khiêu thiếp, ổng gà mới để ngoài đây để mình chấm á, nó hơi dính dơ chút xíu. Thường thường thì mình lấy đó cái xong rồi các bạn cho cái này nó nhỏ nhỏ một chút ha, rồi cái bắt đầu mình chấm vô cái bông đực. Đây nè, mình tìm được cái bông đực rồi. Thì cái này ha, mình lấy mình chấm thẳng vô, tại vì nó cái này nó cái búp nó ở trong vậy nè, nó nhô ra vậy, cho nên mình phải làm cho nó hơi nhọn nhọn thì mình để nó vô được. Còn nếu mà mình thấy bông đực nhiều quá thì thôi mình ngắt luôn cái bông này nha. Nè, mình đút vô, mình đút thẳng vô ha, cho nó đâm sâu vô trong một chút. Rồi bông cái ở đây, cái hình cái trái ở đây ha. Khổ qua mình cũng làm giống vậy nha các bạn. Các bạn xem lại video cái trồng khổ qua, My cũng có chia sẻ cách chấm bông á, bầu mướp rồi cũng giống giống vậy luôn. Cái bông này thì hôm qua có chấm rồi, thôi mình chấm thêm cái nữa luôn cũng được. Thường thường cái bông mà chấm rồi xong á là cái bông nó sẽ chuẩn bị nó tàn lại, nó không có còn tươi nữa. Rồi My bẻ luôn cái bông đực rồi nè. Nếu mà cả bạn có bông đực nhiều thì mình xé vòng vòng vậy ha, mình xé cho nó sâu sâu một chút để cho nó lòi cái nhị ra nè. Rồi cái mình cầm cái này, nếu mà mình hái một cái này thì mình cũng chấm được vài bông, chứ không phải là chấm một bông không nha. Tại các bạn cũng hỏi My là hái như vậy thì mình chấm được một bông rồi dục bỏ hả? Không phải vậy các bạn, mình cứ đi chấm vòng vòng hết cũng được, cứ nhẹ 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 vô vậy ha. Cho các bạn xem, bữa nay là ngày thứ ba thì dưa leo nó lên được lú lú rồi nè, rất là nhanh luôn á. Đây là ba ba hột là lên được ba cây luôn, bên này chưa thấy, này lượt tí xíu tí xíu. Đây ở đây đây được hai hai cái, một hai thứ ba chưa lú, nhanh quá ha, rất là nhanh luôn. Rồi mình cũng đẩy tiếp nha, nếu mà trời nắng nha, trong bóng râm thì thôi, còn này mình để ngoài nắng á, cho nên mình đẩy lại cho nó giữ ẩm với tránh nắng á. Rồi sau khi tưới xong thì mình cũng đẩy lại như vậy ha. Rồi khi mà mình muốn mọc cây thì mình lấy kéo mình cắt cái cây này. Ví dụ như mình giữ cây này thấy khỏe thì mình lấy kéo mình cắt cây này, chứ mình đừng cứ ghị lên. Tại khi mình ghị lên cái rễ nó nhúc nhích qua cái rễ bên đây nè, nó làm cho cây này yếu. Thì giống như này cũng vậy, thì mình giữ cây này, mình bỏ cây này. Khi mà nó lớn một chút thì mình hả coi lại ha. Rồi lúc đó mình lấy kéo mình cắt ngang. Rồi bữa nay thấy trái được chút chút rồi nè. Thấy thương không? Lớn từng ngày rồi đó, mỗi ngày là thấy nó mỗi khác. Cái này ra bông mới rồi, bây giờ mình chút nữa mình chấm bông tiếp.
Mỗi nhánh là đều có bông á, như nhánh này bông đực, cái nhánh này bông cái, ở đây bông cái. Hai ba ngày là mình phải mở cái này ra, còn không mình buộc cái dây mới thêm nữa rồi. Nó nhanh quá chừng. Cái chậu này là giống như là cái thùng sơn hay gì hồi lâu rồi á các bạn. Thì mình rửa cho sạch xong rồi mình trồng. Thì cái này, cái thùng này là mình trồng được hai gốc ở trong đây ha. Mà lúc đầu á cái gốc kia nó bị chẻ ra làm hai, cho nên hai cây mà nhìn giống như là ba cây vậy đó. Mà thấy nó ốm thấy rõ ha, thấy khác nhau. Như cái này nè, một cây thẳng nè thì cái nhánh chính nó cao, cao thật cao nè ha các bạn thấy ha. Còn cái này nó chĩa ra hai nhánh cho nên cái nhánh nó lại phân ra làm hai á, cái sức nó không đủ thì cái hai nhánh, nhánh nào cũng không có được cao bằng một nhánh cao này hết trơn á. Thì mình thấy nếu mà cây mà nhiều nhánh càng nhiều á thì nó càng chia cái dinh dưỡng ra ha. Cho nên nếu mà cây mình hơi yếu một chút là mình không có để nhánh nhiều quá. Đây, có trái này nó không đậu rồi nè, các bạn thấy không, mình cắt bỏ luôn ha, nó vàng rồi đó, một trái vàng mình bỏ liền luôn, để ba trái bên kia cho nó khỏe. Và có bạn cũng hỏi My là tại sao trái dưa của bạn trồng ra nó không có thẳng mà nó cong. Thì cái trái dưa mà bị cong á các bạn, My thấy nó có nhiều nguyên nhân lắm. Nhưng mà đầu tiên mình hãy nhìn là thiếu dinh dưỡng nó cũng bị cong. Rồi sau đó thì có thể là nước nhiều quá trong cái lúc mà giai đoạn mà nó vừa mới ra bông á. Mà ví dụ bạn bị mưa ngay cái khoảng thời gian đó đó nhiều thì nó cũng dễ làm cho bị cong. Hoặc là mình tưới nước nhiều quá trong khoảng chừng một tuần đó, hai tuần đó thì nó cũng bị cong trái dưa. Và nắng nhiều quá, thiếu nước cũng có thể làm cong dưa. Và một cái này là có thường xảy ra nhất là do những cái con ong, có những cái con giống như con bớt á, nó lại nó chích ngay trái dưa của mình á. Thì những cái chỗ nó vậy xong á là bắt đầu là nó cong cái trái dưa lại. Thì mình thấy những cái lúc đó đó, thường thường mà những ở cái khu nào mà bị nhiều quá đó thì bạn có thể là bọc trái dưa lại bằng cái bịch rau bát, cái bịch giấy dầu á, hoặc là bịch ni lông cũng được nữa. Thì mình bịch lại thì con ong nó không có chích được cái trái dưa của mình. Những cái trái khác mình trồng ví dụ như bầu mình cũng nên bọc nữa. Thì như vậy thì trái dưa của mình thẳng ha. Có nhiều lúc thì không có phải do gì hết, nhưng mà thời tiết thay đổi bất thường quá thì mình phải chịu thôi các bạn ha. Nhưng mà nó không có bị đắng không gì hết là mình cũng ăn được ngon lành. Và cũng có bạn hỏi là My là tại sao dưa mình trồng ở dưới đất có được không mà mình phải cho nó leo lên vàng. Thì được các bạn, nếu mà mình muốn trồng cái dưới đất cũng được nữa. Nhưng mà thường á, tại sao mình không trồng dưới đất là tại vì nó là cái cây rất là nhạy cảm. Nếu mà mình cho trồng xuống đất á, lá nó đụng cái mặt đất rồi mình tưới nước mỗi ngày rồi nó dâng lên lá thì nó dễ sanh ra nấm bệnh rất là nhiều luôn. Rồi cái trái nó, nếu mà các bạn trồng dưới đất luôn thì cái trái nó ra nhiều khi nó đụng với những cái góc cạnh của cái cỏ rác á thì nhiều khi nó bị trái nó không có được thẳng thớm mà nó suông, nó dài, nó đẹp. Thì những lúc đó khi trái nó ra thì bạn phải lấy cái đồ mình lót nó giống như baby vậy đó, mình lót nó để cho nó ra nó thẳng, nó không có bị nghiêng bị méo giống như bầu vậy đó các bạn. Bầu mình trồng dưới đất thì mình cũng phải hứng nó. Mà bầu thì mình trồng dưới đất có thể được, nhưng mà dưa leo thì nó khó, là tại vì dưa leo dễ bị nấm bệnh hơn là bầu. Nói chung là nó giống như con nhà giàu phải nâng niu ở trên cao. Và cái điều lưu ý cuối cùng là nếu như cái cây dưa leo của mình có nấm bệnh hoặc là có đốm trắng lá hay là có những cái bệnh sâu gì thì thường ở nhà My thì không có xài những cái hóa chất xịt sâu rầy, cho nên thì chỉ có xài
những cái loại thông thường. Thì vừa rồi My cũng có chia sẻ với các bạn về cách tránh sâu bọ ở cái video trước á, thì nếu các bạn có bị những cái nấm bệnh thì mình xem lại video đó ha. Thì dưới cái video này My sẽ để cái link của video đó, thì hy vọng là các bạn trồng không có bị. Còn nếu mà mình bị rồi thì mình cũng làm tự nhiên, nhưng mà My cũng nói trước với các bạn là dưa leo này khi mà nó bị nấm bệnh, nhất là những cái đốm trắng lá rồi đó, thì là cái cây nó rất là èo uột và từ từ thì nó chậm phát triển, rồi có thể là nó có trái rất là ít luôn. Thì thường thường khi mà các bạn thấy có cái đốm trắng lá lên cái lá, thì nếu mà ít á, thì mình xịt mạnh, mình đẩy nó đi từ từ thì nó hết. Nhưng mà nếu mà nhiều quá thì các bạn ngắt những cái lá bỏ, thường thường là những cái lá dưới gốc là những cái lá dễ bị nấm bệnh nhất, thì mình ngắt những cái lá đó bỏ xong rồi từ từ ở trên, nếu như mà nó mạnh cái cây có đầy đủ dinh dưỡng thì tự động những cái nấm bệnh nó cũng hết. Nhưng mà có khi á, cây nó bệnh nhiều quá đó, mình xịt thì xịt nhưng mà từ từ á, nó dẫn đốm trắng ra nhiều 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 luôn, xong rồi cái cây làm như nó yếu sức, rồi bắt đầu là nó trắng đầy cái những cái lá hết trơn, chừa cái đọt ở trên thôi chứ còn không là bị đầy hết. Thì những cái đó tới lúc giai đoạn đó rồi, nếu mình không có xịt những cái hóa chất thì coi như là cái cây mình cũng khó mà phát triển mạnh được nha các bạn. Nó không có chết nhưng mà lúc đó những cái trái của mình sẽ rất là èo uột, rồi cây nó giống như là nó thoi thóp vậy thôi à. Thì ngoài việc là xịt những cái tỏi hoặc là hành như My chia sẻ trong video, thì mình còn có thể xịt vào dầu neem. Dầu neem cũng là một cái loại tránh được sâu bọ hay là những bệnh nấm lá, là loại này nó cũng organic luôn. Cái loại này nó cũng rất là nhẹ, thì khi mình xịt cái này vào mình cũng lâu hết chứ nó không phải là mau hết liền nha các bạn. Còn nếu như mà bệnh nắng nhiều quá thì nhiều khi nó cũng không hết nữa. Thì mình cũng nói trước với các bạn, dầu neem hoặc là dầu ăn bình thường ở nhà mình cũng được, nhưng mà dầu ăn bình thường nhà mình thì nó không có kết quả bằng dầu neem. Thì My cũng mong cho các bạn trồng được thành công, không có bị những cái nấm bệnh như vậy. Cái đó là cái nguyên nhân tại sao mà mình hay tránh phân bò, phân gà hay là compost hay là những cái gì tự nhiên á, thì những chỗ khác đã có nấm bệnh nó sẽ đem đến cho cái cây của mình. Thường những cái lá mà dưới gốc á, mình cũng hay cắt bỏ là tại nguyên nhân là mình cũng tránh nấm bệnh đó các bạn. Mình sợ cái lá nó đụng ở dưới cái mặt đất đó thì nó sẽ dễ sinh nấm bệnh từ mặt đất đó, nó lên, cho nên cây dưa leo thường lúc nào dưới cái gốc nó cũng trống hết trơn á. Những cái rau củ mục thì cứ mỗi 2 tuần hoặc là 10 ngày thôi là mình cứ cho, nhưng mà không có phải cái rau củ mục bình thường mà đã mục rồi xong rồi mình lấy cái nước á, của cái rau củ á, mình hòa với cái nước thường rồi mình cứ tưới nó vô như vậy, mình kêu bằng compost tea. Thì cái loại này cũng rất là tốt luôn. Nhiều khi thì mình không có điều kiện mình làm compost thì mình mua compost ở ngoài. Và cũng có bạn than phiền là phân cá cái mùi nó hôi, thì mình sợ những cái con giống như là chuột hay là thỏ đồ đến cái vườn của mình đó các bạn, thì các bạn cũng có thể thay thế bằng phân này. Trong cái giai đoạn mà mình cần thân lá thì phân gà hoặc là phân bò cũng rất là tốt luôn. Nhưng mà không có mua được phân bò hoặc phân gà thì mình có thể xài cái phân này. Thì cái này á là phân cũng làm cho cây luôn nhưng mà nó rất là mạnh. Và mình xài là cứ mỗi 2 tuần là mình cho vô một lần. Nó cũng dễ xài, mình rắc chừng nửa muỗng cà phê tới 1 muỗng cà phê xung quanh gần gần cái gốc vậy thôi các bạn, rồi mình tưới nước lên là xong rồi đó. Thì cái này thì nó làm cho cây phát triển rất là mạnh, tại vì nó là phân hóa học nha các bạn. Thì mình nói rõ cho các bạn để bạn nào không có khả năng mình mua phân bò, phân gà, nhiều khi ở xa những cái chỗ mà Home Depot hay là Lowe's, những chỗ nursery mà bán cây á, nhiều khi mình mua phân bò phân gà không có cũng tội lắm. Thì muốn trồng nhưng mà không có thì mình ráng mình
Mua cái này cũng được, cái này thì các bạn có thể mua online được. Và cái này thì dù gì mới thấy cũng tốt hơn là mình mua trái ở ngoài mình ăn luôn. Tại vì ở ngoài là người ta xịt lên cái trái, cái thuốc xịt lên cái trái, còn cái này là mình chỉ để ngay cái gốc, rồi nó là hấp thu, nó tạo thành cái dinh dưỡng, nó nuôi cái cây, thì dù gì nó cũng hơi gián tiếp một chút chứ nó không phải trực tiếp phun lên cái trái luôn, giống như những thuốc trừ sâu rồi đó ha. Cái số NPK ở bên đây nè 24 8 16, cho nên cái số này thì các bạn chỉ cho trong cái giai đoạn cần thân với lá phát triển mạnh thôi, nhưng mà nó gần tới có bông thì mình ngưng cái này lại ha, rồi bắt đầu mình chuyển ra cái phân nào mà NPK mà số ở giữa cao thì nó sẽ tốt hơn nha. Phân này mà cây nào mà đang hơi bị giống như là eo uột, không có chịu lớn á, chậm phát triển rồi bạn cho phân này thì chừng 2 3 ngày là bạn thấy nó mọc lên sẽ rất là nhanh luôn. Ví dụ như có nhiều bạn cũng than phiền với mi là bạn trồng rau muống sao lên tới khoảng chừng 2 3 lóng tay rồi thì nó khựng luôn, nó không có lớn á. Thì bạn thử, nếu mà bạn không có phân cá, nếu mình cho phân cá vô thì nó cũng rất là tốt nha, mà nó loại đó là organic luôn. Còn cái loại này thì không có organic, nó không có được tự nhiên như phân cá, nhưng mà nó cũng phát triển rất là nhanh. Bạn cho vào thì vài 3 ngày là bạn thấy nó mọc vượt 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 lên nhanh 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 lên liền luôn á. Và My xin dừng ở đây ha. My chúc cho các bạn trồng dưa leo luôn được tốt. Hẹn các bạn ở nhiều video khác của My. Bạn nào chưa nhấn nút đăng ký thì mình nhấn vào luôn ha, để nhận thêm nhiều video mới của My nữa. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.